Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay mình đã có mặt ở đây. Thật ra là không phải có mặt đâu. Mình cũng muốn lên hình lắm nhưng có một vài lý do mà mình không thể lên hình được. Thế nên là thay vì lên hình mình sẽ để cái ảnh mặt mình ở đây nha. Anh em nào thấy mặt mình đẹp like thì cho xin một like và một đăng ký kênh nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa game Subway Surfers. Một tựa game gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người, nhưng mà theo nguồn tin mới nhận thì game này chắc là đóng cửa rồi. Nhân cái dịp game đóng cửa thì mình sẽ làm một vài video về tựa game này nha. Trước mặt chúng ta là một thanh niên cầm loa. Thực ra trước đây thì mình cũng đã cày khá khá rồi đấy, chung là cũng nâng cấp hết rồi. Tự dưng thấy game bảo đóng cửa là mình phải làm video ngay đấy. Trời ơi, nó vẫn vẫn hay như ngày nào anh em ạ. Không biết ở đây có anh em nào mà tuổi thơ mà không chơi con game này không, chứ tuổi thơ mình phải nói là gắn liền với lại con game này đấy, ăn ngủ cùng con game này luôn. Đấy, trời ơi, nó vẫn hay lắm anh em ơi. Thế mà tại sao lại đóng cửa nhỉ? Rồi ôi. Nói chung là con game này nó vẫn rất là cuốn mà, nhưng mà chắc nhà game cảm thấy là mình không còn sức để duy trì con game này nữa rồi. Và không sao, vậy thì tôi sẽ làm cho con game này sống lại. Chắc trình của mình không đủ đâu. Lâu lắm rồi không nhìn thấy ông cảnh sát nhỉ. Từ từ ai để mình gặp ông cảnh sát cái nào ấy. Giời ơi, không những có ông cảnh sát mà còn có cả con chó anh em ạ. Đâu rồi? Trời ơi. Thật là đáng tiếc khi mà con game này phải dừng lại ấy. Tuổi thơ mình bao nhiêu ngày tháng chơi con game này. Có một cái đặc điểm rất là hay ở con game này, nó chính là không phải nghiêng màn hình anh em ạ. Không phải nghiêng màn hình nên là mình có thể vừa làm vừa chơi được ấy. Kiểu thế. Có anh em nào giống mình không nhỉ? Đói, giỏi ơi. Không biết có còn đua top không, để tí mình ra xem nào. Nếu còn đua top mình sẽ cố gắng lọt top để xem có được không nha. Chu chu chu. Ôi giời ơi. Đẳng cấp thật sự luôn ấy. Có lẽ mình sẽ làm một vài video về con game này luôn chứ không phải là một video. Hoặc cũng có thể chỉ là hai cái thôi. Đây là dự định ban đầu mình là như thế, còn anh em ủng hộ thế nào thì chưa biết được. Trời ơi, mình đúng là vẫn là pờ rồ như ngày nào anh. Được cái là con game này nó chơi rất là giải trí luôn đấy. Nhân tiện đây mình sẽ thông báo với anh em một điều rất là quan trọng nha. Mình sẽ cố gắng duy trì và phát triển kênh YouTube này nha. Anh em mong là anh em sẽ cố gắng ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Mình sẽ được nổi tiếng. Trời, mình pờ rồ quá. Chơi mãi chưa chết để xem có đưa top không, để mình làm một phát đưa top thôi nào. Đây đúng là một con game huyền thoại mà. Chết rồi. Xem nào, mở riêng xem nào. 3.000 vàng. Ok. Rồi, trời ơi, quảng cáo nữa. Vãi chưởng.
xem nào, đưa top xem nào. Ồ. Em mình cũng được cái gì này? Top dân scout à. 10.000 vàng vãi chưởng. À hình như vẫn còn đưa top thì phải. Có một thanh niên đứng top đầu tên là Cu anh em ạ. 6 triệu điểm, ok. Được rồi, để mình sẽ cố gắng xem nào. 6 triệu điểm à. Được rồi, mình sẽ cố gắng tranh top vào thanh niên này nha. Rồi, xem nào. Đấy, dùng hết các kỹ năng mình có luôn. Trận này phải cố gắng gọi là ít đúng rồi, 5 triệu điểm. 5 triệu điểm sức mạnh ấy. Rồi ơi, đây lấy cái X2 này sẽ nhiều điểm hơn. Ngày xưa mình cảm thấy cái X2 ấy nó rất là vô dụng nhé. Mà sau bây giờ mới biết là cái đấy nó tăng gấp đôi điểm của mình lên để mình đưa tốt mình lấy quà ấy. À, nói chung là tuổi thơ mà ai cũng có lỗi lầm thôi. Rồi này. Cố gắng sẽ không chết nha. Rồi ôi, 6 triệu điểm. Easy. Đấy, dùng ván trượt luôn. À, mình có cái ván trượt xịn này anh em ơi. Thật ra là trước mình cũng chơi rồi nhưng mà cái tin ấy game đóng cửa bất ngờ quá, đâm ra mình phải làm video vội cho anh em chứ không mình cũng cày thêm một thời gian nữa đấy. Game đóng cửa chứ nó không phải là sập đâu nha anh em, vẫn chơi được bình thường nha. Chẳng qua là nhà phát triển họ không update thêm thôi. Thế theo mình đoán là như thế. Rồi ơi, thanh niên vác loa vác đài đi. Vừa chạy vừa nghe nhạc. Đấy, xoài. Ôi, xoài. Ồ, cái ván trượt này nó sẽ giúp mình hồi sinh được ấy. Nghe cái ván trượt xịn là mình có thể nhảy 2 lần luôn. À đây ơi. Máy bay. Được cái là con game này chơi nó rất là mượt nha anh em. Nó quảng cáo của nó cũng gọi là không phải là nhiều đâu. Nếu anh em chơi offline thì hầu như là không quảng cáo. Wow. Như mình lấy giờ mình nói hơi bé thì phải. Chắc cái mic của mình nó không không gần đấy. Mình sẽ nói to hơn một tí. Mình lại mình vẫn đang ngại lắm anh em ạ. Trời ơi. Mới đầu làm video ai chẳng ngại nhỉ. Wow. Trời ơi, mình có 260 cái ván trượt cơ mà mình sợ gì đâu. Lần này quyết đua cháy top luôn. Vượt mặt thanh niên cu kia luôn. 6 triệu điểm là cái gì? Trời ơi, mình vẫn bảo rồ như ngày nào.
Oh, what the fuck? Chết rồi, giờ tôi phải dùng ấy thôi, mình dùng ấy thôi, mình phải dùng chìa khóa để hồi sinh thôi. Tập trung quá vẫn ấy anh em ạ. Tập trung hết sức rồi đấy. Tự dưng cái đoạn đấy nó ấy quá. Rồi không sao. Mình nhiều chìa khóa mình lo gì đâu. Úi giời ơi. Cố lên nào, 2,5 triệu rồi. Trời ơi, vượt qua thằng này là ấy rồi, 3 triệu điểm nữa. Không có 20 phút, 3 triệu điểm, vãi chưởng. Thế nghĩa mình phải chơi 40 phút cơ, vãi chưởng thế. Không thể tin nổi. Và không sao. 40 phút đã là cái gì? Cố lên nào, ba, úi giời ơi.